Xin chào quý bà con, quay lại chương trình trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý bà con máy ép cám viên Takio TK150 là một trong những sản phẩm bán chạy nhất với những ưu điểm vượt trội dưới đây. Cổ máy này đã trở thành trợ thủ đắc lực cho rất nhiều bà con trên mọi miền tổ quốc. Ưu điểm vượt trội của máy ép cám viên Takio TK150 nghiền ép nhanh chóng đa dạng các loại nguyên liệu như cá ốc nhỏ, rau bèo, ngô nguyên hạt, đậu tương, thành viên cám cho gia, gia súc, gia cầm ăn năng suất cho rau viên cám lên đến 100 đến 150 kg mỗi giờ, phù hợp sử dụng trong các trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ hoặc hộ gia đình. Máy có thể thay thế mặt sàn 3, 4, 5 ly nên điều chỉnh được kích thước viên cám dễ dàng. Máy thiết kế hiện đại, phiên bản mới được nâng cấp. Một toa nạp nguyên liệu hình tiểu cao, dễ dàng đưa nguyên liệu xuống buồn ép mà không bị tắt máy. Một cửa xả nguyên liệu máng dài tránh để bị cám rơi ra ngoài. Buồn làm việc và động cơ được nâng đỡ bởi bộ khung sắt chắc chắn, vững vàng bổ sung bánh xe lăn thuận tiện cho việc di chuyển. Máy ép cắm viên Takio TK150 giúp người dân có thể chế biến được các loại cám đủ dinh dưỡng mà không cần phải phụ thuộc vào nhà sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí và bảo đảm độ an toàn cho chính vật nuôi và người tiêu dùng. Khi có máy ép cắm viên Takio TK150, người dân có thể sử dụng những loại nguyên liệu sẵn có như ngô, lúa, đậu tương, rau, cỏ, bèo, lá cây, cây chuối bầm nhỏ, cá nhỏ, cua, ốc nhỏ, để ép thành những viên cám làm thức ăn chăn nuôi, với sự tiện dụng và đa dạng sử dụng điện gia đình 220V rất tiện dụng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế giới máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.